Cho nên hai anh em mình ăn con này nhá. Vậy với chị ăn con này. Đầu ngắn đấy nhỉ. Con này chào các bác nhá. Ôi, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Anh chào tất cả mọi người nhá. Đang buổi đêm các bác nhá. Đang ngồi mấy anh em ngồi quây quần bếp lửa thôi. Tối nay còn mỗi hai em này đến giờ mới còn chưa nấu ăn nữa. Thì mấy anh em đang bảo trời ngoài kia thì đang mưa các bác. Đang bảo là định đi soi thêm ít ốc về thì mới nấu ăn các bác nhá. Không biết là giữa mùa đông rét mướt này không biết là có ốc ra không. Dạo này trời mưa nhiều chắc là sẽ có một ít nhưng mà đi kiếm xem là có đủ ăn không. Biết được nhiều được ít thôi đi kiểu gì cũng được. Nữa về nếu mà không được ốc nữa thì bốn anh em sẽ xử lý hai em này hoặc là đi kiếm ít hoa chuối về nấu ăn đêm thôi. Tối nay các bác nghe tiếng mưa ngoài kia đi bị bộp này. Trong này thì thôi mấy anh em cứ quây quần bếp lửa thôi. Có gì ăn tốc suối này. Đi trong rừng lâu quá tối nào cũng ngồi bếp lửa này toàn bụi bụi của củi khói thổi phát bay lên về nhà chắc là mất mấy gói dầu gội đầu để toàn nghe mùi cây củi nghiến ám vào chẳng như kiểu người nha. Thôi chắc chuẩn bị đi thôi nhỉ. Đây nhá, bây giờ bắt đầu xuất phát nhé. Ui, đây, mưa. Thế nhưng chỗ mình hay đi qua mình dẫm này này, đất nó bốc mùi lên ấy, thì nó lại ra nhiều. Mốc lại đòi đi theo. Đi về nhà đi. Mù. Mốc. Đi về đi. Toàn núi đá có đi được đâu mà. Này, mưa xong là sương. Khá là mù mịt các bác nhé. Đèn thì sắp hết điện rồi nên là không dám bật chế độ sáng quá nữa các bác ạ. Hơi tối các bác ạ. Mình em chia nhau ra đi hết rồi. Mỗi người đi một đường thì sẽ dễ kiếm được nhiều hơn. Nhân tiện là tí nữa qua thăm bẫy luôn xem có được con gì không. Thấy không? Ô, mình được một con. Loại bé thôi. Nghe đủ ăn là được nhỉ. Đấy nhá. Ồ, ít lắm các bạn ạ. Xoài lâu lâu mới thấy một con thôi. Chỗ này phải mùa hè thì rất là nhiều ốc luôn. Mà đang giữa mùa đông rét này. Ốc nó trốn hết nó không ra. Mà đang mưa mấy ngày liền. Có những lác đác có những con nó ra thôi. Chỗ này là chuột nó ở ấy. Có cái hốc cây này. Đây là quả cây lát xoan nhé. Đây là quả gì đây?
chỗ này có cây chè lửa này các bác này. Ồ thật đấy. Lấy ít về đun uống. Này theo tiếng dao thì em dịch ra gọi là chè lửa thôi các bác nhá. Ví dụ tiếng dao em gọi là tàu pú cha. Còn theo tiếng phổ thông ấy thì em thấy người ta gọi cây này nó có nhiều tên gọi lắm. Ví dụ cây này người ta gọi là cây cây bồ giác các bác nhé. Hoặc là bầu giác. Bồ giác hoặc bầu giác. Đó là một cây thuốc có rất là nhiều cái tác dụng nhé các bác nhé. Những người là kém ăn. Thậm chí là những người mà bị cầm máu cũng dùng cây này. Đau dạ dày người ta cũng dùng vị này. Rồi đấy, ăn kém ăn ngủ kém ấy. Những vị thuốc cho người mất ngủ người ta cũng dùng vị thuốc này. Kết hợp với một số vị khác nữa. Đây nhá, đây rồi. Lâu lâu mới thấy một em này các bác này. Đây. Không biết của mấy anh em được nhiều chưa mà. Em thì nhặt được có vài con rồi. Chắc là ăn cho nó đỡ thèm thôi. Không đủ ăn được. Đây có một cái hàng sâu hút luôn. Không thấy đáy. Đấy nhá. Đấy, đang ăn lá cây này. Đây có một cái trái cây gì này. À đây là quả của cái cây má tiền nhé. Rất là độc đấy. Kìa. Chuột kìa. Có ánh đèn không biết đường đi. Kìa. Ui kìa. Đây em ơi. Ui vào đây rồi. Vào trong này rồi. Chui vào trong này. Ui. Trời xuống dưới. Sợ nó. Bù cái mà không trúng. Chạy mất rồi. Chuột. Ui đây thôi. Có em to đùng nha. Không nắp nhá. Ôi đây. Ôi, nó lại lên đây à? Chuột đấy. Ừ. Không thấy không? Nó đâu kia. Ta kẻ đá này. Bỏ lên đá này. Này, chỗ này địa hình quá hiểm trở các bạn ạ. Nên là không thể nào mang được. Có dịp là quay lại rồi. Ngày nắng giáo quay lại đây lấy. Hình như bẫy chúng trồn hay sao rồi. Nghe kêu ầm ầm à. Đi xem như nào. Chuột rồi. Chúng rồi không? Chuột đấy à?
À thế. Ngon rồi. Đấy, vừa thăm bẫy luôn các bác ạ. Đó được một em. Đi bẫy lại đi. Qua bên đấy được chứ? Ừ, qua bên đấy thôi. Anh sang bên này. Không biết đường đi được các bác ạ. Chỗ này không biết là chỗ nào. Mọi người đi đường khác này. Quanh khu vực này này. Ô, đây thôi. Ôi giời. Ừ. Chú đồng. Chú đồng. Ôi cho thấy. Ôi, có một con này. Đá chú rồi không thấy. Đấy. Ừ. Con không thấy à? Ừ. Ừ. Một nắp cũng lấy. Một nắp. Hết. Ôi hòm hòm thế thôi nhỉ. Ăn cho đỡ thèm. Giờ tìm được như mùa hè thì chắc không có đâu. Ui thế rồi. Hả? Đấy. Có đây. Ừ. Có loại này có ăn không? Ăn hết. Không nắp à? Đấy, nó là không bố này. Đấy, nhặt được một con rồi. Biến lại. Thụt sâu nhỉ. Đấy. Ốc kia thấy. Đấy, ốc đây. Ô, hai con chứ. Hai con. Hai con gần nhau. Ừ. Ừ. Này. Đây. Đi tập trung đi tìm ốc mà cuối cùng thì chỉ có được bằng này thôi. Khoảng độ 20 con. Lúc sau sau ấy lại nhặt được liên tục nhỉ. Ừ. Rồi nào nhân tiện thăm bẫy luôn thì được một em nhé. Đồng em thì thôi mang về nướng luôn. Nóng còn ăn lại, nóng thì nó ngon. Bây giờ ốc này làm kiểu gì? To luộc à? Hay là to luộc muốn bé nướng đi? Gọi bé này vỏ mỏng lắm. Hai ba con mùa muỗm. Thế thì tìm mùa muỗm còn nhanh hơn nhỉ? Ừ, chỉ là một con nướng với lại hay là hai con nướng để lại một con nhỉ. Ừ. Thầm ốc luộc. Càng lúc càng thấy rét nhỉ. Có thứ đẹp rồi đấy. Thức yến hồi các bác nhỉ. B không? Được thì B đi. Đây. Chục con ốc luộc, chục con ốc nướng. Hai em chuột nướng. Còn lại một em cho ngày mai. Để cho anh Cơ trước cùng mình đi ấy nhỉ, ăn mà. Sau một lúc hai mỏ. Ôi. Đặc quá đấy nhỉ. Là đâu? Ngót vào tí. Đây, chín rồi. Nhâm băm. Băm một người đằng nào đấy? Cả kia đi. Làm nhà bé quá. Lấy cao cái.
chín, thằng lá chín. Có một ốc ăn. Chuột với chuột thôi. Thăm ngấy cổ nơi rồi. Này, được bà em này, ai nhăng tay được. Em bắt rồi, không bắt cố thêm một em nữa đi. Em bắt để cho người ta xem. Bốn người ba em thì sao đủ. Hôm nay với ốc với chuột. Còn muốn ngon rồi, cần gì nữa. Chuột nướng, ốc nướng, ốc luộc, rau rừng nhé. Mít. Ngút. À bà vợ, khâu lại cái túi áo vào đi. Em mời toàn thể các bác dùng bữa tối cùng bốn anh em nhá. Thôi, em mời toàn thể tất cả mọi người nhá. Mời toàn thể tất cả các bác nhá. Thôi, em mời toàn thể các bác nhá. Còn cua không có bót què. Bót què đây. Đúng đấy, vậy. Đúng rồi. Bót què mà. Ôi, mới bạc con thì mình nhanh chí. Rồi đây. Thu không được chi. Ây da. Bụng thối nhỉ. Ừ, tài hết. Ngon. Ngon. Đây. Đây. Đâu kìa. Đây. Chọn đi. Nhân là gầy hay béo. Đấy làm con mồm mồm đã. Khều được ra không? Được à? Có khều à? Độ ẩm không khí rất là cao nên là thức ăn nó bốc khói. Mốc à? Mốc. Đi gọi nó vào trong này. Mốc mốc mốc. Ôi sao lại. Không biết kiểu không anh? Xoắn xoắn theo cái vòng kì của nó kìa. Kìa bên ốc ra. Theo lần đầu tiên là nhỉ? Chắc lần đầu tiên ăn ốc. Sao lại bị thế này? Lần đầu tiên làm chuyện đấy. Xoắn. Ngon thật. Đừng có kéo. Đừng có kéo. Xoắn lên. Xoắn lên. Im dám đứt rồi. Dám đứt. Đừng có kéo cái đấy. Xoắn hẳn lên. Xoắn cái con ốc của nó mà. Có được đâu mà. Được mà. Người ta đây người ta. Đấy lại đưa cái đoạn cuối đấy. Ôi ô. 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 Năm ly trong năm nha. Mời nha. Mời nha. Lâu lắm rồi. Dĩa ốc đi. Dĩa ốc. Gọi là thuốc bắc. Lâu lắm rồi mới để ăn đấy. Đây này. Từng con này này. Thôi mời thì tất cả mọi người nhá. Rồi em mời toàn thể các bác nhá. Mời toàn thể các bác chén món pịa ốc.
làm như cơ đấy chứ. Không nhận là giờ lâu lắm không được ăn ăn bữa. Anh cơ là ăn cái món này thôi nhỉ. Cái vị hay nhỉ. Ăn ăn hàng. Đây là một miếng rồi nhá, giờ là mới là miếng ngon này. Mời các bác nhá. Rồi đi. Lách đi. Con này to thật đấy. Thôi em ơi, toàn thể các bác nhá. Ê, còn đâu rồi. Úi giời ơi. Đây một mồm nha. Đây một mồm. Ngập mồm. Ô, ai để quên đoạn đầu ở đây này. Em kiểu đặt đấy. Ăn đi à. Khác, ăn còn khác nha. Chuột núi công nhận là con nào cũng to. Mày mày có đi đúng cái tìm ốc thì đúng cái chỗ là đặt bẫy à? Vừa tìm ốc vừa thăm bẫy luôn. Ô, để đây tí nữa nhắm rượu từ từ. Uống xong không kịp ăn. Ôi, làm miếng nữa. Mình làm ăn nó ngon không? Ngon mà. Bây giờ lại chắp vào để lấy cốt. Rót đồng tiền vào cho nào. Sao đoạn to đoạn nhỏ đây. Đấy. Đấy là anh đấy. Phải chú để chắc ra là chẳng hết ra. Còn tái còn trống cả đồ gối nữa. Này anh nói thật chưa mức độ nhìn đâu anh thấy bịch rượu rồi. Hey, sao hết mình làm gì đó trời vẫn đang mưa các bác nhá, nghe tiếng mưa còn gõ mõ kêu lâu cũng nghe thành quen thuộc rồi nhỉ. Thế nào hết rượu chắc anh em mình xuống núi đi kiếm tí đồ tanh tanh vào mồm nhé. Thế thôi. Đi ra suối. Đi mình tự đi xong là đi vào cái con khe nhỏ xem có cá bé được. Bây giờ chỉ là lấy màu thôi. Đấy, cái con là loại không nắp. Mùa này nó chỉ ra cái loại này nhiều thôi. Vẫn mâm tí à. Cầm đây. Trắng rồi. Nhiều bóp. Cái đoạn ngon. Ồ, sao không bóp được. Này nó đang vỏ mỏng mà sao không có bóp nhỉ? Chỉ bóp với cái nó còn găm vào tay. Ăn ăn cái kiểu hạt tiện này của nó nghe cái mùi như kiểu mùi thuốc bắc. Mưa đi nhặt đâu, cả giờ cũng khá là muộn rồi. Thôi mấy anh em tạm dừng video đây các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhá. Em chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Em chào tạm biệt các bác nhá. Chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Chúc toàn thể các bác buổi tối vui vẻ nhá. Ăn đi. Đâu đi anh em. Cái này giống thịt gà không? Dừng lâu rồi để nghĩ đến thịt gà. Dừng lâu rồi thèm thịt gà. Rừng này loại rừng nguyên sinh này cũng không có gà rừng đâu nhỉ. Có mà ít rừng nó chay ở những cái nương gọi là ngọt ngọt đấy, ngọt đấy nhiều hơn. Nên là miếng